Một ngày một đêm mà đi hàng trăm cây số, đến bây giờ cũng không ai nghĩ ra là được tại sao lại đi được như vậy. Phương tiện binh chủng của địch để lại khoảng 5 cây số đường là đen kịt toàn bộ xe. Thì là lại cái người biết thì bảo cái người không biết, thì sau là cứ một lúc là đi là bảo nhau là chạy ô tô được thôi, là chở nhau đi. Đơn vị tôi cũng sử dụng là tù binh là lái xe người ta chở mình đi luôn. Con đường giải phóng dân tộc, đất nước thống nhất nó sắp đến nơi rồi. Mình sắp được trở về với mẹ, với gia đình. Người lính ngày đấy chỉ có điều và ao ước cao đẹp nhất là nhanh để giải phóng miền Nam để về với mẹ. Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ.